bạn bị stress, bạn bị trầm cảm, ở nhà bạn hay cãi lộn với người thân trong lúc dịch corona đang lockdown, bị cách ly không đi ra khỏi nhà được, thì cái clip ngày hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết những vấn đề đó. Biết vì sao tôi làm cái clip này không? Tại vì tôi cũng như các bạn, tôi ở Sài Gòn, tôi cũng đang bị lockdown, bị cách ly ở trong nhà. Nhưng tôi có những cái cách mà để làm cho mình không có bị stress, không có bị trầm cảm, không có bị kiểu chó mắng mèo. Nói chung á, những cái vấn đề mà về thực phẩm á, về đồ ăn, đồ uống á, thì cái đó là do nhà nước lo. Đúng là để cho nhà nước lo luôn, tại vì cái đó là chuyện của chính quyền lo. Nhưng những cái chuyện mà vấn đề về tinh thần, về sức khỏe tinh thần á, về tâm lý á, thì các bạn để ý đi, hầu như không ai nói hết trơn hết á. Thành ra nhiều người không hiểu vì sao mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy lo âu, mình cảm thấy bực bội. Mình rất là dễ cãi lộn với người thân ở trong nhà, mặc dù đây là những người mà mình yêu thương. Thậm chí có đôi vợ chồng mới cưới nhau lại về bắt đầu hụt hạt đủ kiểu hết trơn hết đó. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi làm cái clip này, để giúp cho các bạn giảm stress, để giúp cho các bạn bớt trầm cảm bằng những cái phương pháp vô cùng đơn giản ở ngay trong nhà của bạn thôi, chứ không có gì mà đặc biệt mà phải đau to búa lớn gì hết trơn hết đó. Rồi còn chờ gì nữa, coi clip đi. Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là reframing, nhìn sự việc theo hướng tích cực. Cái chuyện mà bạn đang bị cách ly, bị lockdown, phải ở trong nhà không được ra ngoài đường, nếu nhìn theo hướng mà ai cũng nhìn thì chúng ta sẽ thấy cha, mình bị tù rồi, không biết khi nào mới hết hạn tù này, không biết khi nào Sài Gòn mới quay trở lại như cũ. Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực, chúng ta sẽ thấy đây là cơ hội để chúng ta lên cấp, lên level, phát triển bản thân. Bởi vì bây giờ ai cũng phải ở nhà hết, không có ai là ngoại lệ. Những người mà hồi trước chơi quá trời, những người nổi tiếng, những người không nổi tiếng, không cần biết, tất cả đều phải ở nhà. Vậy thì cái quan trọng là sau khi kết thúc cái đợt lockdown cách ly này, bạn sẽ là con người như thế nào khi bước ra khỏi nhà? Bạn sẽ vẫn là cái người cũ đó, vẫn là một đứa loser, vẫn là một người không ai muốn chơi, không có một kỹ năng gì đặc biệt, không có biết làm gì hết trơn? Hay bạn sẽ là một người biết một thứ ngoại ngữ nào đó, biết chơi một cái nhạc cụ nào đó, nổi tiếng vì những cái thứ mình làm trong lúc mà mình đang ở nhà? Đó chính là cái cách nhìn tích cực dẫn tới hành động tích cực. Tôi á, mặc dù đã có một cái clip nói về cái chuyện mà tích cực độc hại, đừng có suốt ngày cứ kêu tích cực, nhưng trong trường hợp này chúng ta có thể vận dụng cái chuyện mà tích cực tiêu cực vào cái chuyện lockdown, phải ở nhà không được ra ngoài đường. Tại vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đang bị tù và chúng ta suốt ngày làm y chang những thứ mà chúng ta trước khi bị lockdown, tức là vẫn coi lướt Facebook, vẫn coi ba cái bá lắp bá xàm game show nhảm nhí, rồi xe ba cái bá lắp xàm, rồi ba cái mà câu bằng mà ngôn lù ở trên mấy cái pay mà mấy đứa nít mà đi dạy khôn á, trời, thì rốt cuộc bạn hết lockdown xong bạn cũng vẫn y chang, chỉ có khác là bạn mập lên thôi, tại vì bạn không có thay đổi bản thân gì hết trơn á đó. Còn những người người ta dùng cái thời điểm này để mà người ta phát triển bản thân, thì sau khi hết lockdown người ta sẽ khác, mà khác là gọi là lên cấp á. Cái đó nó chỉ phụ thuộc vào cái cách nhìn, từ cách nhìn nó dẫn tới cái cách ứng xử. Và cuộc đời nhiều khi á, chỉ cần mình thay đổi thái độ thôi là nó đã thay đổi cả cuộc đời rồi. Cho nên điều quan trọng nhất trong khi đang trong thời kỳ lockdown này, đó chính là reframing, nhìn sự việc theo hướng tích cực. Đây là thời điểm mình dùng để phát triển bản thân mình, thay vì cứ ngồi đó than vãn khổ ải không biết khi nào nó mới chấm dứt lockdown. Bởi vì chuyện đó là chuyện của những nhà quản lý chứ không phải là của mình. Ok, họ làm sai, họ làm gì đó là họ sửa đó. Còn chuyện của mình á, là mình thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực. Cái các bạn sẽ nói, anh Leo hay, anh nói nghe hay lắm. Nhưng mà làm sao để lên cấp bản thân, em cũng không biết bắt đầu từ đâu bây giờ, anh chỉ em được không? Thì được, dĩ nhiên, bởi vì tôi mới làm clip nè. Cách đầu tiên đơn giản vô cùng, đó là tập thể dục. Các bạn chỉ cần tập thể dục thôi, mỗi ngày tập một ít hoặc là hai ngày tập một ít, nó làm sao cũng được, miễn có tập là được. Chứ nếu các bạn chỉ có ăn mà các bạn không có tập thì sau khi hết lockdown bạn sẽ như con heo, chắc chắn luôn. Các bạn thấy mấy người mà mặc như heo, mập u na u nần không? Đó là tại vì người ta chỉ có ăn mà ta không tập á. Ông bà nói tâm sinh tướng nó đúng lắm. Các bạn chỉ có ăn mà các bạn không làm gì cả thì cái mặt của bạn sẽ giống như con heo. Đó là điều đơn giản, không có gì mà cãi được hết trơn á đó. Vậy thì tập thể dục làm sao? Các bạn biết tay của tôi nó bị như vậy, tôi vẫn tập
tôi tập tạ. Một ngày tôi tập tạ, một ngày tôi tập cardio bình thường. Nói chung là tôi luân phiên. Về cơ bản thì flexible, tôi sẽ cố gắng đẩy sức mình lên một chút xíu, chứ đừng có cố quá. Tại vì cố quá thì sẽ dễ dẫn tới quá cố, là tại giờ dễ mà bị chấn thương á. Nhiều khi là các bạn sẽ không có được đi bệnh viện đâu, tại vì giờ chữa corona hết rồi. Trời đất ơi, giờ thành ra các bạn cố nhưng mà đừng cố quá, tại vì nó dễ dẫn tới quá cố. Các bạn nên tập thể dục. Dĩ nhiên cái chuyện mà chúng ta thường xuyên làm biếng á, chúng ta muốn nghỉ một hai ngày nó sẽ xảy ra. Cơ thể mình á, con người mình nó làm biếng lắm, nhưng mà mình cố gắng làm sao, mình phải có ý chí. Như tôi đã nói trong cái clip mà siêu năng lực ý chí á, siêu năng lực đó nó vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta có thể làm được những cái phương pháp vào trong đó để chúng ta có ý chí nhiều hơn. Tại vì đây là cái lúc mà chúng ta có rất nhiều thời gian để rảnh. Chúng ta rảnh á, thường chúng ta sẽ thường lướt Facebook, chúng ta coi ba cái clip ba lắp ba xàm, chúng ta coi những thứ nhảm nhảm, tại vì dễ lắm. Nhưng thời gian này nên để tập thể dục, để làm sao mà khi chấm dứt cái chuyện lockdown này ra, cơ thể chúng ta vẫn mạnh khỏe, vẫn đủ khả năng để có thể bắt nhịp lại cái nguồn sống, mà không phải mất một thời gian đi tập để cho trở về như trước khi lockdown. Làm như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian. Cần các bạn nghĩ, so sánh giữa một người chỉ có ăn, không có làm gì hết trơn, nằm lướt Facebook, với một người, người ta tập thể dục, người ta chịu khó phát triển bản thân, thì sau khi mà hết lockdown, ai sẽ được thích hơn? Cái người mà suốt ngày lướt Facebook hay là một người mà tập thể dục, một người mà làm đủ thứ? Thì dĩ nhiên câu trả lời chính là ai mà đẹp, ai mà giàu là người ta thích. Tôi khuyên vậy biết không biết ai nghe tôi nữa. Không, nói giỡn thôi. Câu chuyện mà ai thích ai đó là trời tính chứ không phải là người tính. Cho nên chuyện quan trọng là nhớ tập thể dục đi nha. Ok. Và cách giảm stress thứ hai đó chính là học một thứ gì đó. Bạn có thể học một ngôn ngữ, hoặc là học một cái loại nhạc cụ gì đó, học cái gì cũng được, miễn là các bạn học thôi. Sẽ có bạn nói: anh ơi, em không có thích học. Trời ơi, giáo dục Việt Nam hả, nó làm cho em ghét học lắm, em không có muốn học nữa anh ơi. Thì tôi hiểu các bạn, tôi thông cảm với các bạn lắm. Nhưng học ở đây không có nghĩa là các bạn phải làm thứ các bạn không thích. Tôi nói là học ngoại ngữ, tôi nói học một cái nhạc cụ là bởi vì hai thứ đó là tôi cảm thấy nó phù hợp với tôi. Tại vì tôi thích học ngoại ngữ, thích học đàn piano, và tôi đã làm được những cái đó mặc dù tay tôi như vậy. Years later. Các bạn bình thường mà chưa chắc các bạn làm được như tôi đâu. Tôi đánh rồi các bạn nhìn thấy không? Trời ơi, dịu dàng, đáng yêu, tuyệt vời, thanh thoát vô cùng luôn. Để tôi học ngôn ngữ đủ kiểu hết. Tới bây giờ là tôi có một streak, tức là một cái khoảng dài mà không bị cắt á. Những cái ngôn ngữ mà như tiếng Phần Lan, tiếng Tây Ban Nha, 1,000+ ngày. Trời đất ơi, đâu phải dễ đâu mấy bạn. Nhưng các bạn cũng có thể học một thứ khác. Học cái gì cũng được hết trơn á. Các bạn có thể học sửa xe, các bạn có thể học bắn bi, các bạn có thể học chải đầu, các bạn có thể học làm giường, làm gì cũng được hết trơn á. Tại vì cái quan trọng của chuyện học ở đây là nó sẽ giúp cho các bạn gia tăng sức khỏe tinh thần. Các bạn tập tạ, các bạn tập thể dục, nó giúp cho các bạn tăng sức khỏe thể chất, nó sẽ giúp cho các bạn ít bị bệnh. Nhưng cái sức khỏe tinh thần nó sẽ giúp cho các bạn chống chọi được với những cái sức ép của cuộc đời. Các bạn sẽ rất dễ nhìn thấy những người về cơ bản á, là không có gì nổi trội về bề ngoài hết, không có cao to lực lưỡng gì hết. Nhưng cái cách mà người ta chống chọi với sức ép, với cái cơ bằng stress á, nó rất là kinh khủng, nó rất là tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn thấy những người phụ nữ nhỏ thó, nhưng mà người ta lo cho cả một gia đình của người ta. Người ta từ sáng tới tối mặt mũi lúc nào cũng nở nụ cười trên môi hết. Còn có những người nhìn thì thấy mạnh mẽ lắm, nhưng mà hở chút xíu là khóc hù hù. Các bạn có thể nhìn thẳng như tôi đi. Tôi tay thì bị tật, người thì nhỏ nhắn, tôi chỉ có cái đầu là cực kỳ siêu việt thôi. Chứ tôi quýnh lộn thì bảo đảm ai cũng thắng tôi hết trơn hết á. Nhưng các bạn thấy không, tôi bị mấy đứa con nít chửi khoảng 11-12 năm rồi. Nó chửi tôi mất dạy bằng đủ thứ câu mà vô cùng vô văn hóa hết. Tật tai, tật não, khuyết tật, lum la, tinh trùng, nhiễm lum la hết. Nhưng tôi vẫn bỏ thời gian ra làm những cái clip giúp cho các bạn ngày một phát triển về đầu óc. Những cái clip mà giúp cho các bạn hiểu rõ về bản thân mình hơn. Chẳng hạn như là Defense Mechanism. Các bạn coi cái đó các bạn sẽ hiểu. Thì những cái thái độ mà chung quanh các bạn thấy có nhiều người bây giờ vẫn còn bá lá bá xàm lắm. Coi đó đi sẽ hiểu. Nhưng có những đứa dai u thịt bắp, mạnh mẽ, mở chuyện nó huynh nó tướng, đụng chuyện cái như con cúng khoanh tay xin lỗi. Dạ.
Đó là cái khác biệt giữa người có sức khỏe tinh thần và những người không biết rằng có một thứ đang tồn tại gọi là sức khỏe tinh thần. Cho nên muốn rèn luyện cái đó, muốn tập thể thao cho sức khỏe tinh thần thì chúng ta nên học một cái gì đó, bởi vì nó rất là tốt cho chúng ta. Vậy đó. Cái kế tiếp để giảm stress vô cùng hiệu quả đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Có bạn sẽ nói: anh Leo, anh bị khùng hả anh? Trời, dọn dẹp nhà cửa mới làm em stress thêm đó. Ở đâu mà dọn dẹp nhà cửa giảm stress? Anh tính dụ dỗ em giống như mẹ em phải không? Mẹ hay nói làm việc nhà sẽ giảm stress đó con. Ha, anh ghê lắm, anh chơi làm trên bảy em phải không? Không có đâu mấy bạn. Thật sự làm việc nhà sẽ giúp cho chúng ta giảm stress. Bởi vì các bạn để ý đi, khi chúng ta làm việc nhà chúng ta mệt lắm, chúng ta không có suy nghĩ được cái gì hết trơn, tại vì nó rất là nặng nhọc. Làm xong mình chỉ suy nghĩ là đặt cái chậu này ở đâu, rồi làm sao mà chùi cái khúc này cho nó kỹ để mà cho nó sạch, rồi làm sao mà tưới cái cây này cho nó càng nhanh càng tốt mà để cho nó đầy đủ nước nữa. Thì những cái chuyện đó là những cái tôi đã nghĩ khi mà tôi đang làm những chuyện đó. Và khi tôi làm á, các bạn biết không, mình không có nghĩ về cái chuyện là mình được bao nhiêu like, mình không có nghĩ là hôm nay có ca sĩ nào nó đi mà nó chưa dội nước chưa, mình không có nghĩ những cái chuyện ba lắp ba xàm, mà mình chỉ tập trung vào công việc mình đang làm mà thôi. Nó là một dạng thiền á. Tại vì khi thiền á, các bạn để ý mà thiền, ta nói bạn đừng suy nghĩ gì hết trơn, nhưng mà thật sự nó rất là khó. Thì thật sự người ta hay kêu là các bạn đếm số rồi hít thở gì đó, nó là một cái cách để giúp cho các bạn không nghĩ gì về việc khác ngoài cái chuyện bạn đang làm. Thì khi các bạn làm việc nhà, các bạn chăm sóc cây cối, các bạn tưới cây á, các bạn chỉ tập trung vào chuyện đó thôi. Nó là một dạng thiền, nhưng không phải là cái tư thế chúng ta thiền mới gọi là thiền. Đó là một cái cách mà gọi là tiêu thụ, tiêu hóa, làm cho chúng ta có một khoảng lặng trong tâm hồn, không có phải mà lo bon chen với đời để coi cái này mình share được bao nhiêu like, cái kia mình share được bao nhiêu like, mà mình chỉ tập trung vào công việc mình đang làm thôi. Nó là detox tinh thần. Tin tôi đi, bạn làm bạn sẽ thấy mệt, nhưng mà đầu óc của bạn nó sẽ không bị vẩn vơ, nó không có nghĩ những cái chuyện mà nếu như vậy là như kia. Cái cô mình thích cổ không bấm like gì là cổ không có thích mình, mà cổ đi like thằng khác chứng tỏ là cổ thích thằng đó hơn mình. Rồi nếu như vậy mình phải làm sao mà để cho cổ thích mình, thì bây giờ mình làm sao đây? Nếu mà bạn chỉ tập trung vào chuyện nhà, bạn tập trung vào chuyện tưới cây, làm dọn dẹp nhà cửa, thì kết quả là nhà bạn sạch, cây của bạn được tưới. Sau khi đó bạn chụp cái hình, nhiều khi cổ còn bấm like nhiều hơn nữa, mà đầu óc của bạn cũng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nó là detox cho đầu óc đó mấy bạn. Tin tôi đi, hiệu quả lắm. Tôi làm rồi và kết quả mệt thấy mẹ luôn. Mệt nhưng mà mình cảm thấy thoải mái đầu óc. Làm đi. Kế tiếp, bạn nên giải trí có chọn lọc. Giải trí có chọn lọc là sao Leo? Ý anh muốn nói là tụi em bấm subscribe rồi share clip của kênh anh mới là chọn lọc đúng không anh? Đừng có coi ba cái nhảm nhí rồi gì đúng không anh? Tôi biết anh lắm mà, chuyên gia đó. Thì các bạn cũng gần đúng đó, nhưng thật sự nó không hẳn là như vậy. Giải trí có chọn lọc tức là bạn đừng ăn những thứ cá viên chiên cho tâm hồn nữa. Nó là cái gì? Nó chính là những game show nhảm nhí, nó chính là những chương trình ba lắp ba xàm, nó là những cái clip ngắn nhảm nhảm mà kiểu như của mấy đứa mà giờ nó quay nó quăng trên rồi múa múa rồi á á rồi bàn bàn rồi gì gì đó. Những cái đó đúng là coi nó vui, tôi đồng ý với các bạn, nhưng bạn chỉ coi một chút xíu thôi là đủ rồi. Nếu bạn coi liên tục thì nó cũng giống tương tự như là chuyện bạn ngày nào cũng ăn cá viên chiên để cho các bạn đầu óc nó khỏe lên, thì các bạn cũng biết rồi, ngày nào bạn muốn ăn cá viên chiên thì bạn sẽ đi bệnh viện, chứ không có thể nào mà khỏe lên được hết trơn đó. Bạn muốn khỏe bạn phải ăn một cái món mà phải chuẩn bị tốn nhiều thời gian, một tô bún bò ngon lành, một nồi cơm tắm tuyệt vời, thì cái đó nó mới tốt cho sức khỏe bản thân. Còn nếu ngày nào bạn cũng chỉ coi những cái clip nhảm nhí ngắn ngắn đó thì đúng là nó vui, nhưng những cái đó nó sẽ phá hủy đầu óc của bạn. Tôi sẽ làm cái chuyện này về một cái clip riêng, nhưng trong đây tôi muốn nói với các bạn là các bạn nên coi những bộ phim dài để các bạn suy nghĩ về bản thân mình. Các bạn nên coi những cái chương trình mà giúp cho chúng ta phát triển được bản thân ở trên YouTube, như là kênh của anh Dê Leo nè, nhưng mà có nhiều kênh khác nữa chứ không phải của anh Dê Leo. Các bạn nên coi những cái kênh nước ngoài á, tại vì thực sự kênh của nước ngoài nó rất là hay, tụi nó là đã đi trước chúng ta không biết bao nhiêu năm về cái chuyện hiểu biết bản thân của chúng ta rồi, cho nên hãy học tập tụi nó đi, học tập nó là tốt lắm. Coi tiếng Anh được càng tốt, tại vì chúng ta sẽ học được ngoại ngữ nào đó, chúng ta sẽ giỏi được thêm phần ngoại ngữ nữa. Sau khi mà bạn hết cái đợt mà lockdown này, các bạn bước ra, các bạn vừa hiểu được thêm nhiều kỹ năng mới, mà các bạn vừa gia tăng cái trình độ tiếng Anh nữa, thì còn gì bằng đúng không? Chứ mà các bạn sau khi hết cái lockdown này ra mà các bạn trong đầu chỉ toàn là: ê, nhỏ kia nó nhảy hay lắm mày, nhỏ kia nó cũng, mày coi clip này chưa, mày coi clip TikTok này chưa, trời đất ơi là trời, thì các bạn cũng không có khác gì trước khi các bạn bước vô cái giai đoạn lockdown này. Đầu óc của các bạn cũng vẫn vậy à. Cho nên giải trí cần phải có sự chọn lọc.
Lời khuyên cuối cùng để giảm stress, chúng ta hãy lắng nghe chuyên gia. Các bạn cũng biết lắng nghe chuyên gia nó quan trọng tới như thế nào rồi. Khi mà chúng ta gặp khó khăn á, chúng ta thường hay: ê, giờ tao vậy á, sao mày giúp tao được không? Thì cái người mà trả lời cho bạn có thể người ta cũng giúp được, nhưng nó chỉ nằm trong giới hạn của cái kinh nghiệm của người ta thôi. Người ta chưa trải qua chuyện đó, nhiều khi người ta cũng không có trả lời được đâu. Thường các bạn cũng để ý mấy người mà chưa có bồ, chưa có chồng, chưa có vợ hay nói về tình cảm gia đình vợ chồng hay ho lắm, tại vì chưa có cho nên nói hay lắm. Còn vô trúng ngay trường hợp đó cũng không biết nói gì hết trơn đó. Thật ra bạn có vấn đề về tâm lý, bạn vô mấy cái group mà tâm lý á, bạn thấy mấy đứa con nít trả lời trong đó đó, bạn nghĩ ủa cái này hay ho quá, ok, nhưng mà không có đâu, tại vì tụi nó chỉ lấy kinh nghiệm của tụi nó thôi, tụi nó không có đi học về tâm lý. Chuyên gia tâm lý người ta học, người ta biết nguyên nhân, người ta biết hệ quả, cho nên người ta có thể giải quyết vấn đề tâm lý của bạn được. Còn bạn nghe mấy đứa con nít đó là nhiều khi bạn còn nặng thêm về tâm lý đó. Và khi nghe chuyên gia nó sẽ dẫn tới cái vấn đề nữa, đó là bạn sẽ tốn tiền, nhưng đó là tiền đáng giá. Bởi vì khi bạn bị bệnh á, bạn sẽ lắng nghe ông hàng xóm, bà hàng xóm, hay là bạn nghe bác sĩ. Dĩ nhiên là các bạn nghe bác sĩ rồi, mặc dù nghe bác sĩ thì tốn nhiều tiền hơn, tiền khám thôi là đã tốn rồi, tiền thuốc nữa tùm lum tà la tiền ấy. Còn nghe người thân ở nhà hay là ông hàng xóm chỉ cái ra mua cái uống về cái là hết thuốc luôn, chứ bệnh thì không có hết. Vậy đó, đơn giản như vậy thôi. Lắng nghe chuyên gia thì sẽ tốn tiền, nhưng tiền nào của đó nó rất là hợp lý. Tôi cũng đã muốn làm cái này từ lâu lắm rồi, tức là những cái dịch vụ tư vấn trả phí. Các bạn có thể nói chuyện với tôi trong khoảng cỡ 1 tiếng, 2 tiếng, trả tiền theo giờ khoảng cỡ 100.000 hoặc là triệu gì đó. Cái đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào cái vấn đề của các bạn thôi. Thì các bạn có thể liên hệ với tôi ở trong cái link Facebook của tôi nằm ở dưới phần description, hoặc là cái phần pin comment của tôi. Coi đi rồi sẽ biết cách liên hệ với tôi. Thì nói tới đây chắc sẽ có nhiều bạn nói: trời ơi, tự nhiên nói chuyện với mày phải tốn tiền, tôi thèm vô tao nói chuyện với bạn tao vui hơn. Các bạn thoải mái, tôi không có cản mấy bạn. Các bạn có để ý là mỗi lần mà tôi kêu á, các bạn có thể donate cho những cái thức ăn tinh thần ngon lành như vậy, thì các bạn có thể, có nghĩa là các bạn làm hay không làm cũng không sao, tôi vẫn làm những cái clip để giúp cho các bạn hiểu thêm về kiến thức, về tinh thần, về trí tuệ của các bạn. Nhưng đó là chuyện của các bạn, các bạn cảm thấy trân trọng những gì tôi này làm thì các bạn làm vậy thôi. Còn nếu mà các bạn không làm thì tôi cũng không có bắt buộc gì hết, tôi cũng vẫn làm clip vậy thôi. Thì trường hợp này cũng vậy, các bạn có thể lắng nghe tôi tư vấn và tốn tiền, hoặc là các bạn có thể lắng nghe một ai đó tư vấn không tốn tiền. Đó là quyết định của các bạn, và chính quyết định đó sẽ giúp cho các bạn hết bệnh hay là không, tùy bạn vậy thôi ha. Nhưng quan trọng, cái clip ngày hôm nay giúp cho các bạn cái cách giảm stress trong khi các bạn đang bị lockdown, phải ở nhà không ra ngoài đường được. Nhưng cũng đồng thời là một clip giúp cho các bạn lên cấp bản thân. Tại vì á, hiện tại ai cũng như ai đều phải ở nhà hết. Người nổi tiếng, người không nổi tiếng, chủ tịch, dân thường đều phải ở nhà hết. Không có cách nào mà đi ra khỏi nhà hết trơn hết á. Tại vì muốn chống dịch thì chúng ta cần phải ở nhà, vậy thôi. Cái cách sử dụng thời gian nó như thế nào, nó phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Và nếu chúng ta biết sử dụng thời gian đó để mà chúng ta lên cấp bản thân, thì sau khi hết cái thời gian lockdown, chúng ta có thể biến thành một người, một cái phiên bản tốt hơn chúng ta trước khi lockdown. Đó là phụ thuộc vào cái cách sử dụng thời gian của các bạn. Và clip này đem tới những cái cách sử dụng thời gian để khi chúng ta ở nhà, chúng ta không bước ra đường, nhưng chúng ta vẫn có thể lên cấp bản thân, vẫn có thể giảm stress được. Một công đôi việc rất là tuyệt vời luôn. Cho nên tôi nghĩ tới lúc này các bạn hoàn toàn có thể bấm share, bấm subscribe cái kênh này. Quá hay ho rồi. Và sau khi làm xong thì các bạn có thể làm gì cũng được, nhưng mà tôi nghĩ các bạn nên donate. Vậy ha. Còn bây giờ thì chia tay ở đây. Tạm biệt, hẹn gặp ở clip khác.